thường là trả lời sớm hay muộn cho các bạn, bởi vì đấy là cái quyền lợi của các em đúng không? Và chúng ta nên ưu tiên những người là thiểu số, những bạn nào không hỏi thì thôi. Thầy sẽ ghi phân loại kiểu nhà nước. Cái phần ghi này của trường Nhân Văn nó rất là tốt, bởi vì nó ghi luôn trên hệ thống mà các bạn lúc mở ra các bạn có thể xem được. Phân loại theo hình thái kinh tế xã hội thì các bạn biết là theo các cái này là bạn nào học triết học thì rất là nắm rất là vững đúng không? Theo hình thái kinh tế xã hội là trong mỗi kiểu nhà nước nó tương ứng với một hình thái kinh tế xã hội nhất định, trừ cái hình thái kinh tế xã hội đầu tiên là cộng sản nguyên thủy, là lúc chưa có tư hữu, và lúc mà chưa có tư hữu nó còn chưa có giai cấp, và chưa có giai cấp thì chưa có nhà nước. Đấy là quan niệm như vậy. Và cái quan niệm này nó chủ yếu phổ biến dưới góc độ chính trị học và ở những nước như Việt Nam, còn trên thế giới thì người ta phân loại như vậy đúng không? Cái cách phân loại khác là phân loại theo cái hình thức hay là dạng thức của nhà nước. Thì hôm trước thầy nói là tùy theo, giới thiệu cho các bạn, thầy nhớ là đến phần này là hình thức theo cách thức tổ chức quyền lực ở trung ương cũng như là địa phương. Các bạn có hiểu không ạ? Tức là theo trong đặt trong hình thức chính thể thì chia làm hình thức trong hình thức nhà nước thì chia làm hình thức chính thể và hình thức cấu trúc. Hình thức chính thể là cái cách thức tổ chức quyền lực theo chiều ngang, tức là ở trung ương ấy, các bạn. Và thể nó biểu hiện qua cách thức lập ra cơ quan tối cao của nhà nước và mối quan hệ giữa các cơ quan đó. Đúng không? Đấy là chính thể nhé, các bạn nhớ nhé. Chính thể là người ta trong trường hợp này chúng ta chỉ quan tâm đến cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương ấy, mà thường là nguyên thủ ấy, tức là người đứng đầu nhà nước. Về mặt danh nghĩa, quyền danh nghĩa với thực quyền nó khác nhau nhé. Ở Việt Nam ấy, thầy hỏi các bạn, ở Việt Nam thì ai là người người có quyền lực cao nhất về mặt danh nghĩa các bạn? Nên theo pháp luật ai là người nắm nhiều quyền nhất? Bạn nào biết không?